Ôi chào cả nhà. Giờ mình bắt đầu mình ra đồng mình chăm lúa cả nhà ơi. Năm nay quá vất vả luôn. Tự nhiên nước nổi dùng mình năm nay nó đổi kế hoạch làm sao mà nó xuống tể cả nhà mình không có biết á. Bây giờ nó dâng lên nó bể đê hôm qua cả nhà mới đắp đê xong. Giờ mình ra mình chăm lúa mà cầu trời cho nguyên năm nay. Có ăn cả nhà ơi chứ thật sự nếu mà thật sự bao nhiêu đây mà vốn liếng của nông dân mà đưa xuống đây mà lỡ nó bể đê mà nó tan ngập thì nông dân tắng tay là nghèo khổ luôn á cả nhà ơi. Bây giờ mình ra mình chăm lúa mình vừa đắp xong. Nói chung quá trời cực luôn. Từ sáng sớm giờ tầm dưới nước bây giờ ra tầm dưới nắng. Ô đi cả nhà ơi. Ôi con dâm lúa. Chết nhiều quá. Đâu có nhiều đâu, có lỗ không á. Lỗ. Mùa vụ mới. Bội thu. Bội thu đâu không thấy, thấy dặm muốn tụt cái quần. Dặm tụt quần đó. Giờ phải móc ra từ miếng chậm cho bít cái lỗ này. Chết quá trời. Ê, có cú binh nữa cả nhà ơi, có hai bạn. Hai bạn chung nhà đi ra cú binh. Đây gì vậy? Cà phê sữa. Trời ơi, kèo kèo kéo luôn đó nha. Dâm lúa phải bồ bổ chứ. Kèo kéo luôn á. Lỗ nào lỗ nấy nó bự lòng quá trời luôn. Biển Thái Bình Dương. Đâu có lúa nữa, biển nè. Móc bằng cục móc nữa. Móc cái chỗ dày đưa xuống chỗ thưa. Không không trời ngon lắm rồi. Mây chuyển xung quanh nè, dậm xong mấy mưa. Ở dưa màu màu đỏ là kỳ vậy ta. Quá, thằng này dậm lúa tốt quá, để cho nó. Bà hội đồng 80 tuổi mà vẫn còn ra ngoài. 85 tuổi rồi đó. 85 tuổi hả? Vẫn còn ra dậm lúa luôn. Chơi vậy nè, mình nãy vậy đó. Ăn luôn. Cắt làm sao mà chia đều luôn người luôn ta. Bà hội đồng xứ của em. Quá trời đỏ luôn. Thơm quá. Thơm như mồm cuốc không? Thơm như mồm cuốc. Thơm. Dễ cho bà mượn miếng đi. Của tao cái miếng này nữa có phần dừa. Ngon. Đúng. Ớt bầm ra. Ba mọi lập lập chạy vô. 5 giờ chiều. Ngon quá. Ai ăn vô này sắc thêm chắc thêm cho mọi. Sắc thêm cho bà mượn miếng. Rồi mời luôn, ăn me. Nó lấy mai nó hút. Ngon quá. Sắc đại bên tròn vậy đi. Ngon không bằng dưa. Ngon quá. Sao mà dưa bằng cái me chấm mắm ruốc được. Có bầu nào á? 3 tháng à. Bà mới đồng. Các bạn 85 tuổi rồi mà còn ăn bằng cái vậy đó. Ăn dưa dưa, dưa. Quá trời giỏi à. Ăn dưa hổ à. Ra đây tưởng đâu dặm lúa, ra đi kiểm lúa coi tá điện dặm sao. Đây nè, dân này tá điện nè. Ăn me mắm ruốc uống nước đá là ngon nhất. Người đi quần rồi người dặm lại vậy hả? Lỗ trống. Lỗ trống. Thì xong rồi, rút quân vô cái nhà ơi, tới thui luôn. Đi dặm lúa về không có gì ăn, mình đi xuống đìa mình kéo cá cả nhà ơi. Dạ đi ăn nào em kéo bãi gì. Qua thử rồi, qua thử rồi. Qua thử cái này có nè, lội xuống. Đánh nó mày ơi. Vậy không có đâu, sát gấp bên đó đó. Đó, nó cũng phải chờ dặn đó. Dìu dìu, ôi, ôi. Ủa, ủa, ủa,
một khoát một. Ôi, lên cái ăn luôn mày. Tối rồi, có mày khỏi lửa. Bé có lên có nhỏ. Khỏi lửa, chơi cái nữa, khỏi lửa. Cái này dai lắm nè. Hai em. Tại nên nó lâu quá, nó bị. Ba em. Bảy con hả? Nó bé quá không hổng. Bé ơi, thôi thả con đó đi. Như đây dư sức kìa. Để tắt vô hay là nước mắm. Chanh đi. Tắt còn nâu. Ăn cái chanh này. Cả nhà giờ bắt đầu mình chiên cá nè cả nhà. Mình chiên cá chuẩn bị mình hồi mình cúng bánh tráng nha cả nhà. Nói chung là nay mình vừa dặm lúa xong á. Mình giờ mình chiên cá là mình ăn mừng cả nhà ơi. Wow, cá này vàng tươi luôn cả nhà. Đây mình còn nữa nè cả nhà, mình đang chiên nữa cả nhà. Đây còn được 3 con nữa, còn con nữa với mấy cái đầu hồi mình cũng giấm. Cá mình mình chiên vàng vậy rồi nè cả nhà. Ô vàng ươm luôn cả nhà ơi. Đã luôn. Cực kỳ vàng luôn. Cá thịt ngon quá trời luôn, cá này cá tự mình nuôi cả nhà. Ngon lắm. Có ăn dụng gì vậy? Cá. Ngon không? Dạ. Ôi, tôi nước mắm thì thấy hấp dẫn vậy nè. Ngon quá. Đây, dĩa gạo. Chiều rửa, mới vừa lặt xong. Hôm nay mừng quá xong rồi, giờ vô. Ăn cơm tối luôn. Tới tối rồi, không có gì ra, mình xuống cái đìa của mình, có số cá mình kéo lên. Cái này mình nhúng mẻ cả nhà ơi. Có đồng quê, có cá cuốn bánh tán vậy là thấy rau rau trồng nhà luôn cả nhà ơi, chỉ có lá hẹ là mình mua nha. Rồi nói chung là ngon lành luôn, giờ bắt đầu mình thưởng thức quá đã. Nói chung bằng mệt vô là có cá đồng là ăn vậy ngon rồi. Còn hẹ đầu ngon quá nhưng mà chưa chín lắm. Ê, cuốn bánh tráng rồi nhúng vô thêm mà cá rau. Nước mắm. Ừ, đúng quá. Wow. Nó đắt con cá đã. Đúng vô đây. Rồi mời cả nhà một lát cá. Hỏi nóng quá. Đưa vô ổn. Ừ, ngon. Mời cả nhà luôn. Ừ. Ngon. Wow, là cá ăn tươi luôn. Ngon luôn. Wow. Ở quê có gì dùng đó cả nhà ơi. Đồ đồng không? À, mình súng nhà luôn. Gắp con súng ra anh. Ngon. Không súng mà nhúng mẻ thì nói chung là còn gì bằng nữa. Ngon quá. Dao này mẹ sắc lên đây nè, mẹ sắc lại lên đây nè. Dao này bút súng nè. Hấp dẫn. Tới ngon là nó xỉn nè. Ngon quá. Quá ngon. Bông súng vô. Đây, đây cả nhà ăn xong rồi bắt bà cụ ở nhà rửa chén cả nhà. Nó rủ sai rồi cả nhà ơi. No rồi, ăn quá no. No quá giờ hết biết gì. Vì giúp đu tay như cậu bé thông minh. Thôi nhà ơi, nói chung là bữa nay là một cái bữa dặm lúa cuối cùng khỏe quá trời luôn. Thì anh em nhảy xuống kéo cá rồi nhổ rau này kia, nói chung là đồng hết cả nhà ơi. Video mình cũng dài rồi, có thể mình kết thúc video tại đây. Thì cả nhà thấy hay thì cho một like nha cả nhà. Rồi bye bye, chào tạm biệt cả nhà luôn.